Nhân dịp năm mới, Cao Minh Đạt xin được chúc cho toàn thể quý vị khán giả, các bạn xem đài một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe. Hà Trinh xin chào quý vị khán giả và xin chúc cho quý vị một năm mới. Chúng ta sẽ tập trung thật mạnh vào hai chữ thôi, đó chính là hiện tại. Trong phút giây này như thế nào mình hãy sống trọn vẹn, ngay cả lúc ăn, lúc ngủ, lúc đi chơi, lúc ở bên cạnh những người chúng ta yêu thương. Hãy tập trung và tận hưởng từng giây phút của cuộc sống nha. Chúc mừng năm mới. Lắm nhất, xin kính chúc khán giả bốn phương một mùa xuân mới, một năm mới may mắn, hạnh phúc, an yên và thành công trong cuộc sống. Chúc mừng năm mới. Mừng năm Kỷ Hợi, vạn sự thuận lợi, công danh phơi phới, làm ăn tấn tới, sắc đẹp rạng ngời, mọi sự tuyệt vời, vui lên người ơi. Chúc mừng năm mới. Nhân dịp năm mới thì cô Lan Trinh xin kính chúc quý khán giả truyền hình một năm mới thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe nè, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu sự bất ngờ và trăm năm hạnh phúc. Năm mới tới đến thì tôi xin gửi đến quý vị những lời chúc tốt nhất, một năm mới nhiều may mắn, thành công và sự như ý, và mong gì được đó, đặc biệt là sẽ được là nhiều cái cơ hội, nhiều cái vận may sẽ đến quý vị. Rồi thì mình chúc tất cả các bạn một mùa Tết thật là vui vẻ và thật là thoải mái. Và các bạn nhớ trong khi Tết nhớ ăn nhiều và nhớ đi tập gym nhiều nha. Thôi thì chúc quý bạn đó là chúc tất cả các bạn một mùa Tết vui vẻ và vui vẻ. Bye bye.